Sân vận động Gelora Bandung Lautan Api đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống màn hình LED vòng quanh sân bóng đá. Đây là hệ thống màn hình LED phục vụ quảng cáo mà PSSI bắt đầu trang bị cho tất cả các sân vận động tại giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia Liga 1. Các màn hình LED này được PSSI nhập khẩu từ châu Âu, sau đó vận chuyển đến từng sân vận động của 18 câu lạc bộ để lắp đặt đồng bộ. Đây là một trong những sự đầu tư đáng kể của Hiệp hội bóng đá Indonesia để nâng tầm giải đấu số 1 quốc gia này. Với sân vận động Gelora Bandung Lautan Api, trước đây cũng đã có biển quảng cáo LED, nhưng sau khi nhận được màn hình LED mới từ PSSI, hệ thống màn hình cũ đã được tháo bỏ để thay thế. Sân vận động Gelora Bandung Lautan Api là sân bóng nằm ở Bandung, tỉnh Tây Java. Sân vận động này có sức chứa 38.000 khán giả và hiện là sân nhà của câu lạc bộ Persib Bandung.